Trở lại cùng với quý khán giả trong chương trình tin tức ngày hôm nay cùng với lại chúng tôi Tiếp theo đây là phần tin thế giới Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Tenly Yến Số điện thoại 714 -418 -9788, Hoặc vào trang mạng tiệp yến.com Với các sản phẩm đông trùng hạ thảo nhụy hoa nghệ tây saffron. Mở đầu là bản tin cho biết là Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Ukraine đã bị thiệt mạng vì tai nạn rơi trực thăng. Thông tấn xã AFP đưa tin Trong ngày 18 tháng 1 cho biết là tư lệnh cảnh sát quốc gia của Ukraine, ông Igor Klimenko, trong ngày 18 tháng 1 cho hay chiếc trực thăng chở Bộ trưởng Nội vụ cũng như là chở ông Thứ trưởng và một số viên chức khác của Bộ Nội vụ đã rơi gần một nhà trẻ và một tòa nhà chung cư ở thị trấn Provary, ngoại ô của thủ đô Kiev khiến cho 9 người trên trang bị thiệt mạng. Vụ tai nạn trực thăng cũng đã khiến cho 7 người trên mặt đất bị thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em. 30 người khác bị thương đang điều trị tại bệnh viện. Một phần của chiếc trực thăng bị vỡ nát bên cạnh những chiếc xe bị hư hại tới mức bị biến dạng ở thị trấn Przbrary, nơi có dân số khoảng 100.000 người. Các video đã được chia sẻ trên trang mạng xã hội cho thấy một tòa nhà đang bốc cháy và những tiếng la hét. Phó tránh văn phòng của Tổng thống Ukraine là ông Kirill Timoshenko nói rằng chúng tôi đang tìm hiểu thông tin sự việc và thương vong. Văn phòng của Tổng thống Ukraine cho biết chiếc trực thăng đang trên đường đến tiền tuyến ở miền đông. Phát ngôn viên lực lượng không quân của Ukraine, ông Yuri Inat nói là vẫn chưa xác định được nguyên nhân của vụ trực thăng rơi và cho biết thêm rằng có thể mất ít nhất là vài tuần để điều tra về thảm họa này những mảnh vỡ có thể từ chiếc trực thăng gặp nạn đã rơi trong một khu sân chơi dành cho các trẻ em khói đen bốc lên từ một tòa nhà gần nơi xảy ra vụ rơi trực thăng phần mái của tòa nhà bị thủng trong khi đó các khung cửa sổ bị vỡ vụn tổng thống zelensky gọi sự việc này là một thảm kịch khủng khiếp đây là một nỗi đau không thể nói thành lời Thủ tướng Ukraine là Denis Simgo cho biết cái chết của ông Monatrisky và hai viên chức cao cấp khác là một sự mất mát to lớn đối với đội ngũ chính phủ và toàn bộ nhà nước. Chính đơn vị cứu hỏa và lực lượng cứu hộ đã tới hiện trường trong vụ trực thăng rơi để giải cứu các nạn nhân vẫn còn bị mắc kẹt. Lực lượng an ninh của Ukraine cũng đã phong tỏa hiện trường vụ tai nạn nhằm bảo đảm sự an toàn. Chủ tịch của Hội đồng châu Âu, ông George Michel đã gửi lời chia buồn tới Ukraine. Ông nói, Bộ trưởng Denis Monastikski là người bạn tuyệt vời của Liên Âu. Bộ trưởng nội vụ của Đức là bà Nancy Fraser cũng đã gửi lời chia buồn và đề nghị hỗ trợ về việc xác định nguyên nhân của vụ rơi chiếc trực thăng. Thủ tướng Đức đã bình luận rằng sự việc cho thấy là cái giá quá đắt mà Ukraine phải trả trong cuộc chiến này. Vẫn liên quan đến chiến sự tại Ukraine, bản tin tiếp nối cho biết là Nga phóng hỏa tiễn vào tòa nhà chung cư ở thành phố Dnipro. Cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp của Ukraine thông báo có tổng cộng 45 người thiệt mạng, trong đó có 4 trẻ em và 79 người khác bị thương sau khi một tòa chung cư 9 tầng ở thành phố Dnipro, thủ phủ của tỉnh Dnipropetrovsk đã bị sập. Một phần trong đợt tập kích vào đêm 14 tháng 1, hình ảnh tại hiện trường đã được truyền thông của Ukraine công bố cho thấy tòa chung cư gần như là bị xẻ làm đôi dưới sức công phá cực lớn của quả hỏa tiễn. Hiện nay thì có 20 người vẫn bị vùi lấp dưới đống đổ nát khổng lồ. Theo Phó tỉnh trưởng Kirilo Timoshenko, 72 căn hộ đã bị phá hủy hoàn toàn trong đòn tập kích, khiến cho 400 người bị mất nhà cửa, 167 căn hộ còn lại bị hư hại. Bộ Quốc phòng của Ukraine cho hay tòa chung cư đã trúng hỏa tiến chống hạm là KH-22 của Nga, có tầm bắn 600 cây số, mang theo đầu nổ thông thường nặng 1 tấn. Đây là loại hỏa tiễn có thể được triển khai từ oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M của không quân Nga. Quân đội của Ukraine cho hay là hỏa tiễn này nổi tiếng về sức công phá nhưng có độ chính xác không cao. Tuy nhiên, phòng không của Ukraine thừa nhận là họ không có năng lực bắn hạ hỏa tiễn này vì chúng có thể bay với tốc độ siêu thanh. Giới chức của Ukraine cho hay, hỏa tiễn KH-122 cũng chính là loại hỏa tiễn đã được Nga sử dụng để tập kích trung tâm thương mại đông đúc ở thành phố miền trung Kemenchuk, tỉnh Poltava hồi tháng 6 năm 2022, khiến cho 18 người bị thiệt mạng. Trong khi đó, phát ngôn viên của Điện Cẩm Linh đã tuyên bố vụ sập chung cư tại thành phố Dnipro là do hỏa tiễn phòng không của Ukraine. Thành phố Dnipro là một thành phố lớn thứ tư của Ukraine và là một trong nhiều địa phương bị trúng hỏa tiễn trong đợt tập kích vào ngày 14 tây tháng 1. Đợt tấn công của Nga chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng ở những thành phố lớn như Kiev, Kharkov và Lviv. Không quân của Ukraine cho hay Nga đã phóng 38 hỏa tiễn và trong đó có 25 quả đạn đã bị Ukraine bắn hạ. Xác quan đảo quốc Đài Loan, bản tin tiếp nối cho biết là Đài Loan cho phép phụ nữ tham gia huấn luyện quân sự dự bị. Lực lượng phòng vệ của Đài Loan trong ngày 17 tây tháng 1 thông báo là cho phép khoảng 200 nữ quân nhân đã giải ngũ tự nguyện ghi danh tham gia các khóa huấn luyện dự bị từ quý 2 của năm 2023. Đây là một phần trong nỗ lực tăng cường lực lượng dự bị cho hòn đảo này. Viên chức quân sự của Đài Loan, ông Yu Wen Cheng, nói rằng đây là năm đầu tiên mà phụ nữ tham gia khóa huấn luyện quân dự bị chúng tôi sẽ lên kế hoạch huấn luyện dựa trên số ứng viên ghi danh tham gia. Theo lời của ông Yu, chương trình này nhằm tăng hiệu quả của việc huấn luyện tại các kỹ năng chiến đấu cho quân dự bị và từ đó sẽ giúp cải thiện khả năng chiến đấu. Hiện tại thì chỉ có nam giới phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc và tham gia huấn luyện dự bị. Phụ nữ trên hòn đảo có thể tình nguyện ghi danh phục vụ trong lực lượng phòng vệ nhưng không phải tham gia chương trình huấn luyện dự bị. Đài Loan trong cuối năm 2022 thông báo kéo dài thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ 4 tháng lên 1 năm vì mối đe dọa gia tăng từ Trung Hoa Đại lục. Lãnh đạo của Đài Loan bà Thái Anh Văn đã gọi động thái này là cần thiết nhằm tăng khả năng tự phòng vệ của hòn đảo. Quan hệ hai bờ eo biển của Đài Loan gần đây gia tăng căng thẳng sau khi loạt quan chức của phương Tây tới thăm hòn đảo và Bắc Kinh đã đáp trả bằng cách diễn tập cũng như là hiện diện quân sự quanh Đài Loan. Năm 2022, quân đội của Trung Quốc đã triển khai 1.727 đợt máy bay hoạt động trong vùng nhận diện phòng không của Đài Loan so với khoảng 960 lần trong năm 2021 và 380 lần trong năm 2020. Tin từ Úc cho biết là một chiếc máy bay chở khách phải hạ cánh khẩn cấp, chuyến bay số hiệu QF144 chở 145 hành khách của hãng hàng không quốc gia Úc là Qantas khởi hành từ thành phố Auckland, New Zealand trong ngày 18 tháng 1 đã gặp tai nạn là một động cơ bị tắt khi đang bay trên biển Tasman Cách điểm đến là thành phố Sydney, Australia khoảng 1 giờ đồng hồ bay Phi cơ đã phát tín hiệu Mayday, Mayday khẩn cấp Theo chính phủ Australia, tín hiệu Mayday là biểu thị máy bay đang trong tình huống nguy cấp và cần được hỗ trợ ngay lập tức Chiếc Boeing 737-838 có hai động cơ, nhưng vẫn có thể hoạt động khi chỉ còn có một động cơ. Lực lượng phản ứng khẩn cấp và xe cứu thương ở phi trường Sydney đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng. Cuối cùng, thì chiếc máy bay chở 145 hành khách đã hạ cánh an toàn tại Sydney vào khoảng 3 giờ 30 phút. Phát môn viên của hãng Qantas cho hay, mặc dù việc máy bay bị tắt động cơ là một điều rất hiếm gặp và đương nhiên sẽ gây lo ngại cho hành khách, các phi công của chúng tôi đã được đào tạo để xử lý tình huống an toàn và máy bay đã được thiết kế để bay trong một thời gian dài chỉ với một động cơ Qantas cho biết là cam kết chia sẻ thêm thông tin sau khi các kỹ sư kiểm tra xong phi cơ. Hành khách cho hay là họ đã nghe thấy một tiếng nổ lớn giữa chuyến bay nhưng không nhận ra có vấn đề cho đến khi phi công thông báo sự việc vào lúc hạ cánh. Một hành khách kể lại, tôi đã bật điện thoại lên và thấy vợ đã gọi cho tôi 18 lần. Cô ấy liên tục hỏi rằng anh đã hạ cánh chưa? Qantas được coi là một trong những hãng hàng không an toàn nhất thế giới và không gặp tai nạn chết người nào trong hơn 70 năm qua. Nhóm các nền kinh tế mới nổi gọi là BRICS muốn loại bỏ sự thống trị của đồng Mỹ Kim Bản tin chi tiết do thông tấn xã Reuters đưa tin cho ngày 18 tháng 1 cho hay rằng nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS đã muốn tạo ra một hệ thống thanh toán công bằng, không có đồng Mỹ Kim nhằm không bị phụ thuộc vào các quốc gia giàu có hơn. Ngoại trưởng của Nam Phi là bà Naledi Pandor trả lời phỏng vấn của đài Sputnik rằng chúng tôi luôn lo ngại về thực tế với sự thống trị của đồng Mỹ Kim nên chúng tôi cần phải xem xét các giải pháp thay thế. Các hệ thống hiện tại có xu hướng ưu tiên cho các quốc gia rất giàu có và điều này thực sự là một thách thức đối với các quốc gia như chính chúng ta. Những bên phải thanh toán bằng đồng Mỹ Kim vốn đắt hơn nhiều so với các loại tiền tệ khác trong nhóm BRICS và vì vậy tôi nghĩ rằng chúng ta cần phát triển một hệ thống công bằng hơn và đó là điều điều mà chúng ta đang thảo luận với các bộ trưởng trong nhóm trong các cuộc thảo luận về lĩnh vực kinh tế. Ngoại trưởng Pandor cho biết rằng một trong những lý do khiến cho BRICS trong đó có Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi thành lập ngân hàng phát triển mới còn gọi là NDB vào năm 2014 là để tìm ra một giải pháp thay thế cho hệ thống thanh toán dựa trên đồng Mỹ Kim. Ngoại trưởng Naledi Pandor cho biết là Nam Phi đã cảnh báo Hoa Kỳ rằng dự luật tìm cách chống lại các hoạt động của Nga ở châu Phi cần phải được loại bỏ vì chúng vi phạm luật pháp quốc tế Dự luật mà Ngoại trưởng Nam Phi đề cập đã được hạ nghị sĩ Gregory Mix trình bày tại Quốc hội Hoa Kỳ trong tháng 4 năm 2022. Sau đó một tháng thì dự luật này đã được Hạ viện thông qua và đang chờ Thượng viện bỏ phiếu. Nếu được ban hành thì dự luật sẽ yêu cầu Bộ Ngoại giao đưa ra một chiến lược hạn chế ảnh hưởng của Nga ở châu Phi và buộc các chính phủ châu Phi phải chịu trách nhiệm về việc hỗ trợ những người ủy nhiệm của Nga thông qua các biện pháp trừng phạt và các hạn chế khác nữ ngoại trưởng cho biết là nam phi có thể tuân thủ các biện pháp trừng phạt nếu cảm thấy luật pháp quốc tế hoặc là luật nhân đạo bị vi phạm nhưng khi đó chỉ là những biện pháp áp đặt đơn phương và không có thẩm quyền của liên hiệp quốc và nam phi sẽ không cần phải nghe theo